Lần đầu tiên Vitae Vlog xin cảm ơn quý vị, anh chị, các bạn đã theo dõi video. Hôm nay mình chia sẻ cho quý vị xem, đây là một cây đinh lan. Đinh lan lá nhỏ. Đó, cái gốc nó là rất là khủng. Đó, được trồng trong một cái ổ. Đây, dưới có cái đế cũng nhìn rất là đẹp. Đây quý vị. Cây này đinh lan dọn trồng theo nhận kiển luôn. Đó, gốc rất là khủng này, đẹp nè. Trên lan thì nguyên cái cây này chúng ta lá rồi củ chúng ta đều xài được hết, nó là một cây sâm của người Việt Nam. Trên lan là loại sâm quý vị, nó là rất là tốt. Chúng ta có thể lấy lá uống để cho tăng cường cơ thể chúng ta dẻo dai. Đó. Đó. Vậy ra thấy to không? Đây mình lấy cái gòn cái tay mình đo nghe. Đó. Rất là to như vậy à. Cũng cỡ là 5 gòn của mình, 5 gòn dài thì mới hết cái gấp của nó. Đó, vậy thấy đẹp không? Này đó. Rất là đẹp nha. Thân thân rễ và lá cây đinh lan này đều xài được hết quý vị. Rất đẹp. Nó có cây lộc vừng bên đó luôn, cũng bón luôn quý vị. Cây đinh lan này cũng bón luôn. Nhưng mà quý vị hãy có gì điện thoại, số điện thoại là 035 283 6124. Đó là gặp anh Ly ở thôn Tân Phước, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đó. Đó. Đâu quý vị thích thì cái đinh lan này thì điện số điện thoại nè, mình mới nói mình sẽ để số điện thoại lên tiêu đề hoặc là dưới phần mô tả. Đây đinh lan rất đẹp quý vị ha, gốc rất là lớn, rất là hay. Đây ra từng cái nhánh nhỏ rất đẹp. Hồi nãy thì mình quay cây lộc vừng, một cái video cây lộc vừng đó. Thì mình quay sơ qua cây đinh lan này cũng có, nhưng mà mình giờ mình sẽ quay chi tiết hơn, một cái video riêng cho quý vị xem chi tiết hơn riêng cái cây đinh lan này thôi. Nếu quý vị coi cái cây đinh lan này thì có thể coi luôn cây lộc vừng, video cây lộc vừng luôn trong kênh Vi Tài Vlog của mình. Đó, quý vị thấy anh đó. Nứt là rất là đẹp quý vị, âm nhánh rất đẹp không? Đó. Gốc rất bự rất khủng quý vị. Cây đây chứ, nếu như mà mình đoán thì cây này cũng phải là hai mấy năm rồi quý vị. Cây này phải hai mấy năm. Đây. Wow, về rất đẹp thấy không? Đó. Có gì quý vị thích cái cây đinh lan này thì quý vị hãy liên hệ số điện thoại rồi thương lượng với anh Ly thôn Tân Phước, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha quý vị. Đó, cây rất đẹp. Cây lan rất đẹp, củ với này rất là to quý vị, rễ này dài rất là to. À. Cái đây mình nghĩ là cái đây nó như là một cái củ luôn, à. Một cái gốc và một cái củ luôn, à. Nó nổi luôn quý vị, rất là hay, rất đẹp. Kiếm những cái cây mình đi lan như thế này rất là khó quý vị.
Đây. Đó, mình quay chi tiết cây đinh len này cho quý vị xem luôn này. Đó, mình giặt trong trong cho quý vị xem. Đây. Rất đẹp. Những cây mà anh trồng ở nơi đây là anh sẽ bón hết cho quý vị ơi. Đó. Cây mai, lộc vừng rồi đinh len rồi những cây vòng vòng ở đây. Đó. Thì anh đều bón hết quý vị. Mình cũng sẽ thể đến nhà anh Ly ở trong thôn Thông Phước để mình liên hệ với ảnh. Mình có thể thương lượng với ảnh. Anh này anh cũng đam mê, anh đam mê anh chơi. Đó anh này anh chủ cây lộc vừng với cây đinh len này quý vị. Đó, quý vị có thể anh nói là anh Ly. Quý vị có thể thương lượng với ảnh. Cái cây này anh trồng quả cây đây, cây gì với anh này? Cây linh son. Linh son à? À linh son quý vị thấy anh trồng trên đóa này. À, cây này nó dọn nó cũng như cây xanh vậy phải không? Nó trồng nó ở trên đóa được này quý vị thấy không? Đó, rất là đẹp nè. Cây này cũng rất hay. Đó, anh cũng bón luôn quý vị. Đó, đó là mình nó lòn cái cây đinh len này, cái cây này là nó nghiêng xuống. Đó như này nó nghiêng xuống đây rất là đẹp. Đó, có bông nè quý vị. Đó. À, rất là hay. Rồi mình trở lại cái cây đinh len này. Cây này mình thấy không, không biết cây gì đâu quý vị. Rất đẹp, gốc cũng rất đẹp vậy ha. Cây đinh len đây mà đây là đinh len nó nhỏ mà nó bô như nam được anh. À cây đây là ảnh mua lại người ta hồi cũng lau rồi quý vị. Đó nhưng mà nhận về ảnh có đôi bàn tay anh lòm lại. Đó nên cây đinh len nó nhìn nó rất đẹp, rất hay. Cây này thì nãy mình đoán nó cỡ là hai mấy gần 30 năm. À đúng rồi, cây này phải trên 30 năm. Cây này có hoành nó có 100. À. À đúng rồi, nó to quá mà. Đây là một cái cây đinh len nguyên khối luôn đó quý vị. Đó, rất đẹp này. Nó có đòn rà lá non nữa này. Đó, mình có thể hái cái lá này mình nhai cũng được quý vị, thấy không? Rồi mình ra cái lá này mình nhát xong rồi mình bỏ vô nước sôi nó ra cho mình uống rất là thơm và nó có nhiều chất dinh dưỡng trong đó. Đó rất là hay. Khi nó ra nhánh nhiều thì quý vị có thể mình nhiều quá thì nhánh nhiều có thể chúng ta két ra chúng ta cứ dầm xuống đất thì nó sẽ mặt thôi, nên là nó rất là dễ trồng. Đó. Nhưng mà tìm một cái cây mà cái gốc nó to mà đẹp như thế này thì rất là khó. Rất đẹp. Cái đinh len này nó dễ sống, dễ trồng quý vị. Nó dọn sâm. Rất là tốt. Và ở quê mình nhà nào cũng có trồng. Đa số ta trồng nhiều quý vị. Rồi ta trồng ta lấy lá lấy củ ngâm rượu uống. Rồi hàng ngày xét như là nước trà xanh uống. Để bồi bổ cơ thể. Rất là đẹp. Lá rất là xanh mướt. Rất là đẹp quý vị. Sần xù nha. Đây, thân hình nó sần xù rất là đẹp. Màu hồng hồng, nâu nâu. Rất đẹp.
rồi mình chia sẻ video này, cây đinh len này cho quý vị xem. Tới đây video cũng đã dài, mình xin tạm dừng video. Cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã theo dõi video. Có gì quý vị hãy thích thì chúng ta sẽ gọi điện thoại thương lượng cho anh Ly, thôn Tân Phước, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Thì mình cũng xin nhắc lại số điện thoại là 035 283 6124. Gặp anh Ly. Rồi cảm ơn quý vị anh chị các bạn rất nhiều đã theo dõi video. Rồi xin hẹn quý vị những cái video sau.